quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải vô thượng sư tại trung tâm tịnh tọa vô lượng quang Formosa vào ngày 9 tháng 8 năm 1987 với chủ đề nhận rõ công việc của ma bài đọc được trích từ bộ sách bí quyết tức khắc khai ngộ tiện đời giải thoát sách khai thị tuyển bốn hôm nay có vị đồng tu nói với tôi sư phụ lâu quá không thấy sư phụ rầy con tôi nói có chuyện mới la cũng như y phục dơ mới giặt nếu như đã giặt ủi xếp cất trong tủ áo không động tới đương nhiên không cần giặt nữa bởi vì đã giặt rồi trừ phi đem ra dùng hay có người động tới hoặc có người vô ý làm rớt xuống đất mới giặt lại nếu quần áo đã sạch thì không cần giặt nhưng không nhất định giật một lần là sạch hoài thí dụ người thọ pháp cho dù đẳng cấp đã đạt đến tầng thứ năm đôi khi cũng bị ma lực tấn công đẳng cấp càng cao càng thường bị công kích vì ma quỷ sẽ tìm mọi cách kéo người thọ pháp ra khỏi lực lượng của phật để đem nhiều phiền phức cho người truyền pháp làm cho họ không tiện truyền pháp hay tạo cho người theo học nhiều nghi vấn nhiều chướng ngại nhiều tranh luận để cho họ không thấy chỗ tốt chỉ thấy phương diện xấu mà thôi. Thí dụ khi đến đây, họ không muốn gặp tôi mà chỉ thích nhìn rác bên ngoài, cho nên người bị ma nhập không nhất định là một người kỳ quái hay là ó cả ngày, miệng cứ niệm gì đó hay làm chuyện bậy bạ. Tu hành có nhiều đẳng cấp, bị tà nhập cũng có nhiều đẳng cấp. Có thứ tà nhập hạng nhất và hạng nhì, ma không nhất định là đầu một hai sừng hay có nanh dài không phải đâu, việc làm của ma rất là vi tế, cho nên chúng ta thường nói Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Công việc của ma là gì? Ma rất thích khuyến khích người ta biện luận, tranh đấu, khuyến khích người ta tự sát, hay là tìm khuyết điểm của người khác, khuyến khích người ta trò chuyện. Chỗ tốt chúng che đậy, chỉ để người ta thấy chỗ xấu mà thôi. Khi tôi dạy giáo lý hay, chúng không cho người ta nghe lọt vào tai mà chỉ cho nghe những đồng tu nói chuyện thị phi. Ví dụ nói, tính người nào không tốt, người xuất gia kia xấu, người tại gia nọ xấu, ai đối với tôi như thế nào, ai tu hành không tốt, cặp vợ chồng đó ra sao, gia đình họ có chuyện gì, vân vân, đều là chuyện thị phi vô dụng. Ma sẽ đem những chuyện này nói ra để người ta chỉ chú ý để tâm vào những chỗ đen tối, không tốt. Nếu chúng ta để tâm vào chỗ này, đẳng cấp của chúng ta để đứng ngay chỗ đen tối đó, phải không? Cho nên quý vị cần biết những thứ đó đều là việc làm của ma. Quỷ ma còn có những công việc khác cao đẳng hơn. Ví dụ chúng khuyến khích người ta trao dồi học vấn về tranh luận, về trí thức. Tôi nói thật với quý vị, công án là một trong những thứ đó, vì vẫn còn trong phạm vi trí thức. Cho nên cùng lắm chỉ có thể đến thế giới thứ nhất hay thứ hai mà thôi ấy ưa thích tranh luận, biện luận hay là người có chút biện tài là vẫn còn ở đẳng cấp đầu óc, vẫn chưa có thể siêu qua thế giới thứ hai, càng khỏi nói đến chuyện vượt qua tam giới. Phật Thích Ca Mâu Ni hay bất cứ vị giáo chủ nào đã đi rồi mà sẽ trà trộn vào đoàn thể hay đạo tràng đó, từ từ cải biến giáo pháp hay giáo lý của những vị giáo chủ đó. Ví dụ Phật Thích Ca Mâu Ni không có dạy công án mà họ lại dạy mình tham công án, vân vân. Tôi chỉ nói cho quý vị nghe mà thôi. Vì quý vị là học trò của tôi, nếu như quý vị ra ngoài nói cho người ta nghe, họ sẽ đánh quý vị. Vì hiện giờ vẫn còn rất nhiều người học công án, bao gồm một số đại sư. Cho nên, chúng ta đừng ra ngoài nói bậy. Tôi dạy người có ba cách. Thứ nhất là dạy bên ngoài. Thứ hai là dạy bên trong. Thứ ba là dạy thẩm thâm bên trong thứ thầm thâm bên trong thì chỉ có khi nào quý vị gặp sư phụ bên trong thì quý vị mới có thể học hỏi được. Nhưng thứ học vấn thầm thâm bên trong không thể để cho người ta biết được. Thể nói ra là tức khắc có nhiều ma chướng. Đó là việc làm của ma. Chúng phải gây nhiều phiền phức cho người tu hành. Tu hành càng cao, chúng càng ghét. Thật ra, ma cũng không có gì. Ma chỉ là công cụ để khảo nghiệm chúng ta. Chúng ta tu hành phải có thi khảo mới biết đẳng cấp của chúng ta như thế nào cho nên chúng ta không nên ghét hận lực lượng của ma chỉ nên cẩn thận nhận biết sự hiện hữu của chúng khi chúng ta bị khảo nghiệm cần phải biết đó không phải là việc làm của phật mà là việc làm của ma đó không phải là bên mặt mà là bên trái bất cứ lúc nào thấy mình thích nói chuyện nhảm nhí hay phê bình sư phụ hay phê bình đồng tu không tốt lúc đó nên biết là ma đến rồi và nên tự thức tỉnh liền ta cần phải chặt đứt ngay đó là ma muốn cho mình bị ảnh hưởng xấu ta cần phải ngưng ngay tu hành cần phải luôn luôn tự kiểm thảo lấy mình đừng để ma lợi dụng cơ hội kiểm thảo lấy mình không phải là cả ngày oán trách sao ta xấu đến thế hành vi sao giống ma quỷ vậy tốt nhất là ta nên bỏ đi và tự sát vân vân kiểm thảo không phải là ý đó. Chúng ta vốn rất trong sạch, nhưng vì ở thế giới này ma lực rất nhiều, chúng ta dễ bị ảnh hưởng nên cần phải cẩn thận. Kỳ thật, những khuyết điểm của chúng ta đều là bị ma ảnh hưởng. Có câu nói Bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhiễm trần ai? Là ý nghĩa đó. Chúng ta vốn rất trong sạch, nhưng bị thế giới nhiễm dơ. Nếu tu hành cao thì sẽ như đố hoa sen một trong vùng nhưng không nhiễm bùn chúng ta đều nói hoa sen là đại biểu đẳng cấp của phật vì sao bởi vì tuy hoa sen sanh trưởng trong đất dơ nhưng lại không bị ảnh hưởng một chút dơ bẩn nào hoa lại rất thơm và sạch ruồi ong và bướm đều không đến cho nên hoa sen là hoa sạch nhất thật là kỳ lạ những hoa khác đều bị bướm ong ruồi hưởng thụ mặt hoa hay phá hoại chỉ có hoa sen là không bị tuy hoa sống trong bụng nhưng lại sạch nhất, thơm nhất và đơn thuần nhất. Chúng ta tu hành nên càng ngày càng giống hoa sen, nhưng trước khi chúng ta chưa đạt đến đẳng cấp trên, đương nhiên vẫn còn ở trong đất bùn, bị đất bao bọc, ngoài vỏ vẫn bị đất ảnh hưởng. Thí dụ ngó sen đào từ đất ra thì nhất định không được sạch, bên ngoài rất dơ phải rửa nhiều lần mới sạch, mới có thể thực dụng được. Khi chúng ta còn chưa tu đến đẳng cấp cao thì cũng như ngó sen vậy. Đạt được đẳng cấp cao rồi thì hết bị bùng nhơ ảnh hưởng. Tu hành càng cao, càng bị công kích, càng bị nhiều ma chướng hãm hại để có thể đi đến tình trạng tệ nhất là rời bỏ sư phụ chúng ta, rời bỏ hệ thống pháp môn quán âm, bởi vì pháp môn quán âm là pháp môn tối cao những pháp môn khác không thể làm cho người ta được giải thoát. Tuy rằng quý vị mới tu hành, nhưng có kết quả liền. Như vậy đủ cho quý vị có lòng tin, khuyến khích quý vị tiếp tục tu hành. Dù chỉ có chút kết quả của lúc mới tu mà cũng đến kéo đi. Nếu như chúng ta không có lòng tin kiên cố thì không dễ gì mà tu. Kỳ trước thuyết pháp, tôi có nhắc đến một ngàn năm trước. Bồ Đề Đạt Ma đã nói, đây là thời mạt pháp người ác thì nhiều, kẻ thiện lại ít, tu hành không dễ. Nếu như ta lưu lại, chỉ tạo thêm nhiều tai nạn hay nghiệp chứng cho chúng sanh mà thôi. Cho nên ta phải đi. Một ngàn năm trước, Ngài đã nói như vậy. Còn hiện thời thì như thế nào? Nên nói là thời ma Pháp, chứ không phải là mạt Pháp. Tuy nhiên, những người đã thọ Pháp rồi, đừng có lo. Đã thọ Pháp rồi, chúng ta đã bước vào thời Hoàng Kim. Bất kể thời mạt Pháp thời ma pháp hay là thời hoàng kim đều do mình tự chọn thời hoàng kim là gì tức là có một vị phật tại thế và nhóm đệ tử cùng hoàng pháp tu hành làm cho bầu không khí của thế giới này sạch một chút những người đó là đang sống trong thời hoàng kim cho nên lúc phật thích ca mâu còn tại thế ngài nói đó là thời chánh pháp hay là thời hoàng kim nhưng lúc đó có người ác không có chứ, cũng có rất nhiều người muốn giết Ngài. Có rất nhiều người nói bậy, luôn cả thân nhân của Ngài là đề bà Đạt Đa cũng hại Ngài mấy lần. Đâu đâu cũng phản đối Ngài, tự mình lập tôn phái khác và thường tìm cơ hội giết Ngài. Cho nên chúng ta phải biết, bất cứ là thời mạt Pháp hay là thời Hoàng Kim đều là do mình tự tạo cả. Đương nhiên cũng có thời Hoàng Kim, có thời Nghiêu Thuấn Thời đại đó không có giới luật, cũng không có luật pháp của quốc gia. Không có nhân, nghĩa, lệ, trí tín. Cái gì cũng không có. Vì sao thời đó thế giới lại hòa bình như vậy? Bởi vì họ có đạo. Họ rất ngây thơ, đơn thuần. Sinh ra đã có đạo rồi. Quốc vương có đạo. Công dân có đạo. Cha mẹ có đạo. Chồng vợ đều có đạo. Cho nên, dù họ có quốc vương, có cha mẹ, có chồng vợ, vân vân nhưng họ cũng vẫn rất đơn thuần vì sao bây giờ tôi nói đừng có quan hệ nam nữ quá nhiều bởi vì đầu óc của chúng ta đã bị hư rồi đáng lẽ quan hệ nam nữ không xấu chỉ vì đầu óc của chúng ta quá hư nếu như không có đạo bất cứ chúng ta làm gì cũng đều xấu cho dù là bố thí cũng xấu cứu người cũng xấu bởi vì là ta cứu cứu người biến thành có mục đích ta cứu người đó sẽ nổi tiếng người khác sẽ thích mình cho rằng ta rất tự bi tức là cái ngã này làm tất cả sẽ biến thành thuốc độc quan hệ nam nữ xưa kia vốn rất tự nhiên chỉ vì sinh tồn mà thôi không có tư tưởng không tốt nhưng quan hệ nam nữ ngày nay biến thành một thứ lợi dụng lẫn nhau hành vi xác thịt thành ra quá đáng vì những tư tưởng xấu cho nên tất cả đều biến thành xấu đời Nghiêu Thuấn cũng có vợ chồng, con cái, nhưng thế giới lại hòa bình như vậy. Vì sao? Bởi vì đầu óc rất đơn thuần, không có tư tưởng xấu. Nhưng ngày nay, dù rằng chúng ta cũng làm công chuyện đó, nhưng kết quả lại khác nhau. Chúng ta cũng có vợ chồng, con cái, nhưng lại khác với thời xưa, không còn bầu không khí của đời Nghiêu Thuấn nữa. Cho nên, phải có người đề xướng nhân nghĩa lệ trí tín vì nhân loại quên mất rồi đạo không còn nữa, biến thành loạn bậy, tàn sát lẫn nhau, hại nhau, nên phải có người đứng lên giải thích cho chúng sanh nghe, dạy bảo họ. Không thể làm như vậy. Tại sao đối xử với cha mẹ như vậy? Bạn nên biết họ là đấng sanh thành của bạn, đã cực khổ để nuôi bạn lớn lên, vân vân. Lẽ ra lòng hiếu thảo là chuyện tự nhiên, không cần phải giải thích, không cần phải dùng đến nhân nghĩa lễ trí tín cũng không cần phải định tiêu chuẩn về sự hiếu thảo, nhưng nhân loại càng ngày càng xấu, bạn bè đối đãi với nhau cũng không tốt, không giữ chữ tín nên phải vậy. Không nên đối xử xấu với bạn bè, họ đã tin mình và làm việc chung với nhau thì không nên gạt họ, đối với bạn bè phải giữ chữ tín, như vậy mới có thể hòa bình, mới có thể làm việc chung vân vân. Nếu như mỗi việc đều phải giải thích rõ ràng như vậy thì không được tốt không dùng ngôn ngữ, tự nhiên làm là tốt nhất. Khi mất đạo rồi, thì phải dùng ngôn ngữ để chỉ dạy. Cho nên mới có khổng tử, lão tử ra đời. Đó là vì chúng sanh không có đạo. Đó là vì thời hoàng kim đã tan rồi. Hiện thời lại càng tệ hơn. Chúng ta sống trong thời này mệt hơn vì hiện tại không khí ở mặt đất này bị ô nhiễm. Nhiều khí độc hơn ngày xưa. Nếu sống ở thành thị, đi ra ngoài một chút cảm thấy da mình rít rít như có lưu hoàng vậy vì khói xe ảnh hưởng đến thân thể của chúng ta cũng như ảnh hưởng đến tinh thần và tư tưởng của chúng ta vậy cho nên thời này con người bi ai hơn ảo não hơn và có nhiều tư tưởng bi quan hơn thời này muốn độ người dạy người hay là giải thích cho người ta nghe không phải là chuyện dễ hôm nay giải thích ngày mai lại quên hay mới nói xong lại quên đó liền. Nếu bây giờ Phật Thích Ca Mâu Ni đến đây độ chúng sanh, Ngài sẽ lắc đầu và nói Ta không muốn độ chúng sanh. Tôi tuy không phải là Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng cũng đã lắc đầu hết mấy lần. Nhưng vì quý vị nhất định kéo tôi trở về, nên tôi cũng không nhận tâm đi. Thấy có hai, ba đệ tử thành tâm, thật tình muốn cầu đạo, muốn cầu giải thoát. Vì những đệ tử thành tâm này, tôi mới ở lại hy vọng những người khác cũng được chút ảnh hưởng nhưng không dễ đâu có phải vậy không bây giờ tôi hỏi quý vị giáo lý của sư phụ quý vị nhớ được bao nhiêu lúc tôi thuyết pháp người thì ngủ gục người nghe không hiểu nếu như hỏi họ thì biết ngay là họ không hiểu chút nào hay là đợi khi họ hỏi tôi biết là trong hai tiếng đồng hồ giảng kinh đã vô ích uổng phí vì lời giảng đều nằm trong không khí không lọt vào lỗ tai họ, cho nên muốn dạy người thật không phải là chuyện dễ. Dù sao đi nữa, thể quý vị đã đến đây, ít nhiều cũng được chút ảnh hưởng tốt để có thể đem về. Những người không đến thì hơi mệt, khi còn chưa tu đến đẳng cấp cao, đến nghe kinh rất quan trọng, bởi vì quý vị có thể đến đây lấy lực lượng mang về nhà phân phát cho gia đình, xã hội, quốc gia, không để cho thế giới này trở thành đen tối như là ở thôn quê không có đèn vậy. Nếu như trên đường có nhiều ngọn đèn nhỏ, miền quê không thể tối đen như thế. Xưa kia khi chưa có đèn đường, tối đến ở vùng quê đen như mực, rủi đêm nào không có trăng thì không có cách nào đi bộ được, không nhìn thấy một chút gì cả. Quý vị có trải qua tình trạng đó chưa? Tôi có trải qua rồi. Tôi ra đời trong thời chiến, lúc đó cả nhà ở trên núi ba của tôi trồng khoai lang mẹ thì bán vải nhưng ba của tôi không thường ở nhà có một thời gian ông đi dạy học cùng lúc có công việc khác ông vừa là y sĩ vừa làm giáo sư thời đó nếu chỉ làm y sĩ không thì không đủ sinh sống nên ông còn làm thêm nghệ giáo nữa ba của tôi thường phải đi bộ rất xa bởi vì phải tị nạn cho nên nhà của tôi cách xa những nhà khác rất xa trên núi hoàn toàn không có đèn chỉ có nhà của gia đình tôi là có một cây đèn nhỏ. Bên ngoài rất đen tối, có lúc không nhìn thấy gì cả. Quý vị có từng sống như vậy chưa? Những người tuổi trẻ chắc không có, nhưng những người có tuổi chắc đã sống qua như vậy. Lúc đó, nhà của tôi treo một ngọn đèn nhỏ ở ngoài, nhưng cũng còn tốt hơn là không. Hiện giờ, tôi cùng đệ tử ở trên núi, nếu thiếu đèn đường thì cũng tối lắm. Tu hành thật không dễ, nếu không có lực lượng của sư phụ thì không có chỗ để nhờ nhờ vào hệ thống tôn giáo cũng không có ích gì nhờ vào công án cũng vô ích thật là thứ công án vớ vẩn sao bây giờ vẫn còn thứ hệ thống tôn giáo đó bởi vì đó là công việc của ma làm cho chúng ta bận rộn cả ngày mỗi ngày bận lại phật tham công án hay tụng kinh gì đó làm cho chúng ta khi rời khỏi thế giới này đều cảm thấy mãn túc vì mình có thể tự nói ta có tu hành mà như vậy đã đủ rồi quý vị có thấy hiện nay bất cứ tôn giáo nào có phải đều bảo rằng chết rồi mới có thể thấy được phật chết rồi mới có thể đi tây phương mới có thể giải thoát không có ai dám nói hiện giờ là có thể giải thoát thật sự hiện giờ có thể giải thoát rồi Hiện giờ là có thể thấy Phật quan, tối thiểu là cũng nghe được Phật âm. Nếu đẳng cấp cao hơn trước, còn có thể thấy cảnh giới Phật, thấy được Phật bên trong. Ngài sẽ dẫn chúng ta đến cảnh giới cao hơn một chút để học tập Phật lý cao cấp. Nếu như không thấy được cảnh giới cao cũng không sao. Nghe được Phật âm là đủ rồi. Chỉ cần có tôi, tin tôi là nhất định có thể giải thoát. Vì sao? Bởi vì tu hành càng nhiều càng cảm thấy thế giới này đối với chúng ta không là gì. Bây giờ đã giải thoát rồi nên không còn chấp lắm. Cũng không bị thế giới này ràng buộc chúng ta. Tôi cũng có chồng, vợ, con nhưng mình biết rằng đó đều là trách nhiệm của mình mà thôi. Họ đều là vô thường từ nhân duyên mà ra. Cho nên không phải giữ thật chặt giống như trước nữa. Tuy không xuất gia nhưng cũng như người xuất gia vậy tâm cởi mở hơn. Nếu như có một ngày chủ nhân của chúng ta lên đến đẳng cấp rất cao, chúng ta sẽ chẳng còn lo gì cả. Có thành Phật hay không cũng được, thành cái gì cũng được. Lúc đó, tức là hiện đợi giải thoát, chứ không phải đợi đến khi chết rồi mới có thể giải thoát. Nói như vậy là gạt người, Úc để cho chúng ta bận biểu, không ngừng nghỉ, bận đến không biết chết rồi có thể được giải thoát hay không. Tu một đời mà cũng không thấy ánh sáng Phật, tham công án một đời người mà cũng không có kết quả gì, cho dù có chút kết quả cũng là do ảo tưởng của đầu óc mà ra, không phải cố cánh giải thoát thật. Nếu như quý vị tham học với những người tu thiền đó, sẽ thấy họ kiêu ngạo như thế nào, đều là nói nhiều và học lại những lời trong kinh điển như Phật quan vô ám, hoa khai kiến Phật, thiền bất dụng ngôn ngữ, vân vân, nói rất nhiều nhưng tự họ lại không thấu đạt điều chi. Quý vị đã có kinh nghiệm này chứ? Nếu chưa, bây giờ có thể đi tìm coi. Tranh luận với họ sẽ cảm thấy chán. Quý vị sẽ nói. Làm ơn đừng nói nữa. Tôi phải đi. Bởi vì thứ biện luận này quá nhàm chán. Cho nên quý vị nên cẩn thận. Vì nơi nào cũng có rất nhiều ma chướng. Hãy người nào muốn rời bỏ tôi, tôi tuyệt đối không giữ lại. Hãy quý vị nghi hoặc tôi liền để cho quý vị đi tuy rằng những người xa lìa tôi sau này sẽ rất đau khổ nhưng tôi cũng không nói cho họ biết là khi họ rời tôi sẽ gặp nhiều phiền phức tôi không nói vì mọi việc đều do mình tự chọn còn có những người có thắc mắc cũng không hỏi rồi rời bỏ tôi thì càng tệ hơn nữa hễ rời xa tôi là ma liền tới bởi vì bây giờ chúng có cơ hội rồi quý vị đã không cần tôi thì chúng liền đến cho nên xảy ra đủ các thứ chuyện đủ thứ phiền phức tai nạn nghiệp chướng và nhân quả tất cả đều đổ lên mình phải đợi thêm một thời gian lâu lắm mới tự thức tỉnh quay trở về tìm sư phụ tôi vẫn hoan nghênh như thường nhưng cũng không phải người nào tôi cũng hoan nghênh phải coi thái độ của họ khi trở về họ có thật khiêm tốn không có sám hối thật không hay là chỉ muốn đến gây phiền phức nữa đối với những người thích kiếm chuyện phần nhiều tôi đều không nói gì cũng không cảnh cáo họ trước mà chỉ âm thầm rời bỏ như vậy mau hơn vì nếu thấy đẳng cấp người đó quá thấp nên để họ học từ từ tôi không thể ở đó đợi để bị họ kéo xuống như vậy không được cho nên tôi sẽ không nói gì chỉ âm thầm bỏ đi đẳng cấp của một người nếu như quá thấp cứ muốn kéo sư phụ của họ xuống cùng đẳng cấp với mình muốn tôi thông cảm, hiểu đẳng cấp của họ thì không thể được, cũng không thể làm như vậy được. Vì đây chỉ là thứ tình cảm nhân loại làm phiền người khác, chỉ muốn người khác an ủi mình, khen mình, vân vân. Tôi không thể vì thứ cảm tình nhân loại nhỏ nhoi đó mà làm theo phép xã giao, cho học trò mình vui. Không thể làm như vậy mà phải kéo họ lên, chứ không phải theo chung với họ cho họ vui lòng. Nếu như họ không đi thì để họ đứng tại đó. Thí dụ có người ở trong bùn, tôi kéo người đó lên, nếu họ không chịu lên thì để họ chơi ở đó, không thể để tôi chơi chung với họ trong bùn. Tôi sẽ không dạy như vậy. Một vị chân sư có thể truyền tâm ấn cho nhiều người, nhưng chỉ có người có phước báu lớn mới tin, mới tiếp tục lưu lại tu hành. Nếu chúng ta là người có đạo đức hay là người có nhiều phước báu Ma không có cách nào lung lạc được chúng ta, nhưng chúng cũng thử công kích chúng ta cũng như lấy đầu chọi vách tường vậy. Kết quả, chúng sẽ mệt và chạy mất. Ví dụ, ma không thể nào kéo tôi đi, chỉ có thể kéo được học trò tôi mà thôi. Chỉ có loại người mới đến học, còn nhỏ như củ khoai lang, chưa rõ đạo lý của tôi mới bị ma kéo đi. Ma không thể kéo tôi đi đâu hết. Quý vị thấy đó, từ khi tôi đến Phô Mô Sa đến nay đã chịu bao nhiêu sự công kích, đệ tử công kích, người ngoài công kích, người không quen thuộc cũng công kích. Nhưng tôi vẫn không sao, nhưng học trò mới bị công kích một chút, Là chịu không nổi. Công kích là gì đây? Ví dụ nghe người ta phê bình tôi không tốt, thì lòng tin bắt đầu dao động. Vài ngày sau gặp khó khăn, lại cầu tôi giúp đỡ. Có được chút cảm ứng, tình trạng tốt một chút, lại bắt đầu tin tôi. Đợi vài ngày sau, thấy đồng tu nào đó không tốt, có những khuyết điểm hay tu hành dở, rước hết những thứ rác này đổ vào tâm, qua ba bốn ngày sau vẫn không thể quên, càng nghĩ càng không thích, rồi muốn rời bỏ tôi, rời bỏ trung tâm, vân vân. Chỉ vì đồng tu nào đó mà lại muốn xa lìa tôi, xa lìa pháp môn, như vậy là bị ma hãm hại đó. Ma rất vi tế và có nhiều cách lôi kéo chúng ta. Vậy chúng ta nên kiên tâm, ma không nhất định là một người thường, có lúc chúng biến thành một đại sư rất nổi danh, dùng đạo lý của các tôn giáo khác hay đạo lý của ma nói cho chúng ta nghe, khiến chúng ta lìa bỏ sư phụ, lìa bỏ pháp môn quán âm. Ma sẽ nói, Người này mới ra thôi, bộ không biết sao. Phật giáo đã có 2.500 năm lịch sử rồi, thiên chúa giáo cũng đã gần 2.000 năm phải tuân theo những truyền thống đó mới là tu hành. Pháp môn quán âm này, như các người tu qua, sao lại dễ tin quá vậy? Anh coi chúng tôi niệm Phật, đã một hai ngàn năm, có hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn người niệm. Anh theo một đoàn thể nhỏ, tu Pháp môn quán âm làm gì? Như vậy khó tin cậy được lắm. Phải có nhiều người mới có lực lượng. Để có nhiều người tu là Pháp môn tốt, ít người tu là Pháp môn không tốt. Họ sẽ nói nghe rất có lý, kỳ thật đều là đạo lý ma. Vì sao chúng ta lại có thể nghe lọt những đạo lý ma này? Sao không thích đến nghe tôi nói chân kinh? Ngược lại, lại thích nghe thứ đại sư đó nói đạo lý ma. Bởi vì đẳng cấp quá thấp, gần giống như trình độ của họ, cho nên nghe theo lời họ. Đẳng cấp của hạng người đó vẫn còn trong phạm vi ý thức của nhân loại, chưa được ở từng ý thức của thánh nhân. Nếu vẫn còn quanh quẩn trong ý thức của nhân loại thì cảm tình của chúng ta sẽ chặt hẹp sẽ chấp trước để phân biệt của ta và của họ còn thuộc về ý thức thánh nhân thì không có những tư tưởng chặt hẹp cách nhìn của thánh nhân khác với cách nhìn của phạm phu chúng ta ví dụ bây giờ quý vị ngồi tại đây đương nhiên không thể thấy nhiều sinh hoạt bên ngoài chỉ có thể thấy được tôi đồng tu và đạo tràng này nhưng nếu như quý vị trèo lên nóc nhà thì tình trạng này sẽ khác cái nhìn sẽ khác lại thí dụ như tư tưởng của quý vị lúc chưa bước vào đây và tư tưởng khi đến đây cũng đã khác nhau có lúc ngồi ở nhà không yên nhưng đến đây thì ngồi được ở nhà không thích tọa thiền đến đây tự nhiên muốn tọa thiền tại sao vậy đó là vì cảnh giới khác nhau cho nên muốn phân biệt thật giả không cần đặc biệt tin người nào tự mình nỗ lực tu hành một thời gian rồi tự nhiên sẽ có năng lực phán đoán thậm chí không tin tôi cũng không sao chỉ cần quý vị tiếp tục tu hành là được rồi bất luận cho rằng tu công án tốt hay là tụng a di đà phật tốt thật ra quý vị cũng chẳng hiểu tốt ở điểm nào nghe người ta nói tốt mình cũng tin là tốt quý vị chỉ có hai lựa chọn một là tin hai là không tin bởi vì quý vị chưa có năng lực phán đoán. Bây giờ, tôi dạy pháp môn quán âm. Ít nhất, quý vị cũng có một chút ích lợi, thấy được một chút kết quả. Ví dụ, quý vị có thể thấy được ánh sáng, thấy được cảnh giới, mở được trí huệ. Dù kết quả thật sự này chưa đủ để quý vị tin, chưa đủ để quý vị chứng minh đi nữa, quý vị cũng không thể nào cho rằng các pháp môn khác tốt hơn pháp môn quán âm. Nếu như sự phán đoán tệ đến nỗi điều gì cũng không thể nhận biết được. Vậy sao còn đi đây đi đó tu nhiều pháp môn như thế? Tu một pháp môn là đủ rồi. Tu pháp môn quá ngâm có kết quả liền. Tu các pháp môn khác thì không có. Từ điểm đó, chúng ta có thể khẳng định là tu pháp môn quá ngâm rất tốt. Tối thiểu, quý vị có một chút tiền bỏ túi. Nếu quý vị thấy pháp môn nào tốt, quý vị có thể tự tu lấy. Tôi đã tu qua những pháp môn khác, không thấy có kết quả. Nhưng tu quá ngâm, liền có kết quả. Ít nhất, tôi cũng nhờ chút lòng tin này mà tiếp tục tu hành. Còn chưa đủ sức phán đoán, thì làm sao có thể phê bình bừa bãi rằng pháp môn này tốt, pháp môn kia không tốt, hay là đại sư kia tốt, đại sư này không tốt. Muốn có khả năng phán đoán rõ ràng, thì phải lên cảnh giới cao, lúc đó mới biết được pháp môn nào tốt, pháp môn nào không tốt. Cần phải đạt được đỉnh cao tối thượng mới có thể hiểu được tất cả. Cho nên đừng để ma lợi dụng, cần phải thận trọng. Người tu hành trong suốt 24 tiếng đồng hồ đều phải cẩn thận, có ma đến phải biết liền. Hãy cảm thấy bi ai, áo não, tự hạ thấp mình, muốn tự sát, thích nói chuyện, thích nhìn chỗ xấu của người ta, phê bình hành động bề ngoài của tôi dùng tâm phàm phu, đo lường tôi, đo lường đồng tu, vân vân, đó là hoàn toàn công việc của ma, cần phải để ý điểm này. Bởi vì Phật Bồ Tát không để ý và cũng không lo những chuyện đó, họ không nói chuyện phím, cũng không lo người ta tốt hay xấu. Nếu như cảm thấy người đó xấu thì sẽ dạy liền. Anh làm như vậy là không đúng, anh nên sửa đổi. Ngài nói như vậy là vì từ lòng từ bi để cảnh cáo vì ngài có trách nhiệm nên mới dạy họ những vị sư phụ đó chỉ dạy những người mà họ phụ trách dạy dỗ mà thôi không phải họ ra ngoài dạy toàn thế giới chúng ta không có ý phê bình tôn giáo nào hay người nào cả nhưng chúng ta phải nhận biết mục tiêu của sự phán đoán này thế nào là ma giáo thế nào là phật giáo phật giáo là làm cho người ta tin rằng tự mình nhất định có thể giải thoát làm cho người ta vui vẻ sung sướng mỗi ngày đều có hy vọng có thể đến được cảnh giới cao và tu hành có thành quả tốt đẹp ma giáo là sự chỉ dẫn mỗi ngày mình nên làm thế nào nhưng một chút kết quả cũng không có đều là ngôn từ mà thôi đó là ma giáo bất cứ họ tự xưng là tôn giáo nào chúng ta cũng nên nhận biết có giáo lý ma cũng có giáo lý phật giáo lý ma là gì Ví dụ dùng đạo đức hay trách nhiệm xã hội buộc chúng ta, dạy chúng ta. Quý vị trước hết nên, vân vân. Cho nên không thể tu hành. Đương nhiên, chúng ta không thể bỏ lơ trách nhiệm của chúng ta, nhưng cũng không thể để cho những trách nhiệm đó ràng buộc chúng ta ở lại thế giới ta bà này. Bất cứ đối với quốc gia, gia đình, chúng ta đều nên làm tròn trách nhiệm của mình, nhưng cũng phải biết có một ngày chúng ta nhất định sẽ phải rời xa thế giới này nên cần phải làm những thứ khác nữa. Không thể chỉ lệ thuộc vào gia đình, quốc gia hay nhân nghĩa lệ trí tín mà thôi. Những điều này đều là phụ thuộc, không phải là chuyện chính yếu. Thường ở gần tôi mới có thể biết được ma ở đâu, mới có thể biết trong túi của quý vị có bao nhiêu ma mà mau mau đem chúng vứt vào lỗ cống. Nếu muốn vĩnh viễn an toàn, phải gần sư phụ. Gần sư phụ nghĩa là gì? tức là bất cứ lúc nào cũng nghĩ đến sư phụ, bất cứ làm gì cũng đều là lực lượng của sư phụ làm, bất cứ nghĩ gì cũng đều là sư phụ nghĩ. như vậy mới khỏi bị ma bao vây. tu chung với sư phụ, ma không thể đến; nhưng thể rời khỏi sư phụ, ma sẽ đến liền. rời khỏi sư phụ là sao? tức là không nhớ đến sư phụ, dùng ngã chấp làm việc, dùng đầu óc phàm phu phán đoán bậy bạ, nói bậy, nghĩ bậy không tin sư phụ không đem sư phụ theo như vậy sẽ bị ma lợi dụng liền nếu như mỗi ngày gần sư phụ tuyệt đối sẽ không còn vấn đề gì bất cần đẳng cấp của mình như thế nào sư phụ cũng bảo hộ và cũng sẽ dẫn mình lên bất kể nghiệp chướng của mình như thế nào sư phụ đều có thể dẫn mình lên nếu như mỗi ngày quý vị gần sư phụ sư phụ có thể bảo đảm những điều trên nếu như quý vị không muốn gần sư phụ sư phụ cũng không ép mỗi ngày quý vị mời ma vào trong tâm trong đầu óc toàn là ma ma là gì ma là chuyên nhìn chỗ tối hay chỗ xấu của người khác nhìn chỗ sáng của người khác tức là phật cho nên muốn an toàn mỗi ngày nên gần sư phụ quý vị có thể thấy được sư phụ bên trong hay không điều đó không quan trọng nhưng cần phải biết rằng bất cứ lúc nào cũng có sư phụ bên mình sư phụ có ở đó nhưng quý vị bỏ lơ không để ý tới không hỏi ý kiến sư phụ không mời sư phụ làm cố vấn ngược lại đi mời ma làm cố vấn không chiếu theo giáo lý của sư phụ mà chiếu theo giáo lý ma nếu vậy phật bồ tát cũng chịu thôi bởi vì phật bồ tát rất tự tại mình muốn làm gì ngài sẽ để mình được như ý tôi cho quý vị hay Tôi đã làm xong mọi việc cho quý vị rồi, giải thoát, quả vị Tây phương, thánh vị, vân vân, đều đã an bài xong, cũng như y phục đã đo xong, may xong rồi, chỉ chờ thời gian của quý vị đến là mặc vào mà thôi. Nhưng nếu quý vị không muốn mặc, mỗi ngày cứ chạy ra ngoài, không về nhà thì làm sao mà mặc áo? Khi truyền tâm ấn, tôi đã đo áo quần rồi, may rồi, tất cả đã hoàn tất quả vị cũng đợi quý vị ở đó rồi. Bởi vì đẳng cấp của quý vị quá thấp, quý vị lại quá bận rộn, vẫn nghe lời ma, nên không nhận biết được những điều đã được chuẩn bị rồi. Ví dụ, bây giờ thức ăn đã nấu xong, để đó chờ quý vị ăn. Nhưng nếu tôi không nhắc, quý vị quên là bên đó có thức ăn. Vì sao? Bởi vì quý vị còn bận rộn nghe tôi giảng kinh. Thời gian chưa đến, quý vị cũng chưa cảm thấy đói, nên không muốn ăn. Có người khi đến giờ cũng chưa muốn ăn, vì còn bận những việc khác hay là ra ngoài nói chuyện, đương nhiên không thể ăn cơm. Tôi đã chuẩn bị xong tất cả, không một ai là không có quả vị giải thoát. Người nào thọ pháp cũng đều có và chỉ đợi quý vị đến lấy, người được truyền tâm ấn là được giải thoát liền vì đã được báo tên lên trên và đã được đăng ký rồi quả vị đều để đó chờ quý vị. Nhưng nếu quý vị bỏ đi thì không còn nữa. Ví dụ, tôi chuẩn bị chỗ cho quý vị ngồi, nhưng quý vị không đến. Chỗ ngồi đương nhiên là bị trống, hoặc là cơm đã chuẩn bị xong, nhưng không có người đến, đương nhiên không có người dùng cơm. Dù rằng lúc truyền tâm ấn, tôi nói, sư phụ bảo đảm quý vị được giải thoát, nhưng quý vị cũng có quyền tự do chọn lựa muốn đến hưởng quả vị cũng được muốn rời bỏ cũng không sao nhưng tôi cần cảnh cáo quý vị đừng quên ma chướng đừng quên là có lực lượng của ma mỗi ngày chúng đều khảo chúng ta bởi vì chúng không muốn cho chúng ta về hưởng thụ quả vị của mình thật ra không phải chúng không muốn nhưng ma rất công bình chúng chỉ khảo nghiệm xem quý vị có đáng được trở về mặc quần áo mà tôi đã chuẩn bị xong cho quý vị hay không? Ví dụ, có người hỏi tôi Con muốn theo sư phụ xuất gia Sư phụ có thể thâu con làm đệ tử chăng? Tôi đồng ý Từ ngày đó Tôi liền chuẩn bị y tăng Đo xong thước tắc Rồi mới đi mua vải Mua xong rồi để vào một chỗ Vì thời điểm chưa đến Hay vì đệ tử đó chưa thể mặc Hay là chưa đáng mặc Nên tăng phục vẫn để ở đó Đợi đúng lúc rồi Mới cho đệ tử đó mặt Sau khi truyền tâm ấn rồi Tôi đã chuẩn bị xong quả vị Quý vị đã vĩnh viễn giải thoát Nhưng nếu quý vị muốn bỏ đi Thì cũng hoan nghênh Đó là tùy nơi quý vị Đời đời kiếp kiếp Muốn chạy đi đâu cũng được Nhưng phải đợi lâu lắm mới có thể gặp lại tôi Không thể nào không gặp Chỉ có điều là quý vị sẽ hơi đau khổ Hơi phiền não Hơi bi ai Hơi đen tối hơn và phải luân hồi trên thế giới ta bà này nhiều lần thậm chí nếu muốn đi xuống địa ngục tôi cũng để cho quý vị đi cho nên cần phải thận trọng muốn một đời giải thoát thì phải tin vào lực lượng của sư phụ tin pháp môn quán âm âm thanh đó là sư phụ của quý vị là lực lượng của sư phụ sư phụ không phải là nhục thể này thân xác này chỉ là một công cụ mà thôi lực lượng này phải xuyên qua nhục thể mới có thể phân tán cũng như điện nếu không có dây điện hay bóng đèn điện không thể phát ra được cũng vậy chỉ có tinh điện lực này thì mới có ánh sáng mới có thể giải thoát bởi vậy, vậy đừng nên nhìn bề ngoài đừng nghĩ rằng tôi không thích người này vì sao dáng ngài lại như vậy sao ngài không như thế này nếu mình thích như vậy nhưng người khác thích như thế kia vậy phải làm sao cho nên đừng để ý bề ngoài chỉ cần tin rằng bên trong người đó có điện là được rồi cũng như hình dáng bóng đèn vậy không thể làm vừa lòng mọi người chỉ cần bóng đèn cho chúng ta ánh sáng thì chúng ta có thể đọc được sách đó mới là điều tối quan trọng ở nơi công cộng không thể có sắc thái cá nhân nếu như mình muốn có sắc thái cá nhân quý vị thích hình dáng như thế nào quý vị tự tu lấy sau này sẽ thành dáng đó không thích dáng của tôi như thế này thì tự tu đi sau này sẽ biến thành hình sắc mà mình ưa thích đừng phê bình bề ngoài của tôi bất cứ tôi làm điều gì quý vị cũng không cách chi hiểu được tôi la người nào quý vị tưởng tôi hung dữ tôi phạt một người quỳ quý vị cho rằng tôi nghiêm khắc không phải như vậy thật ra bất cứ tôi làm điều gì đều có lý một trăm phần trăm quý vị là phạm phu nên không biết. Tôi không bao giờ làm sai và cũng không thể làm sai được. Quý vị nhìn người, chỉ nhìn bề ngoài mà thôi. Thấy người đàn bà láng giềng ngồi đó, tưởng bà ấy rất ngoan ngoãn. Quý vị không biết bà ấy ngoan ngoãn đến mức độ nào. Ở nhà bà ta làm chủ người chồng, kiếm chuyện với người nhà. Bà ấy là một con quỷ nhỏ, bề ngoài trông lại rất dễ thương, rất đẹp, nhưng sự thật lại không phải vậy cho nên nhìn bề ngoài một người không có ích nếu tôi la người nào nhất định phải có lý do của tôi bất luận tôi giảng điều gì cũng nhất định phải có lý phải tin như vậy mới có thể đạt được đẳng cấp của thánh nhân còn không vẫn lưu lạc trong sự giằng co của đầu óc phàm phu mà thôi cứ nghĩ rằng sư phụ nói như vậy là tốt hay là xấu vì sao sư phụ lại làm vậy vân vân đó là vì còn trong sự tranh luận của đầu óc vẫn còn nằm trong tầng lớp của tâm trí không phải là đẳng cấp của thánh nhân đẳng cấp của tâm trí khác với đẳng cấp của thánh nhân còn trong đẳng cấp tâm trí là còn tốt xấu còn thông minh ngu dốt vân vân những điều này chỉ là bề ngoài điều vẫn nằm trong vấn và đáp hãy chúng ta còn đặt câu hỏi còn trả lời còn được một câu trả lời là biết ngay đẳng cấp của mình vẫn còn nằm tại từng thứ của tâm trí. Bồ Đề Đạt Ma khi xác hỏi đẳng cấp của năm vị đệ tử đến phiên Huệ Khả, tổ sư đời thứ hai của Thiền Tông, Trung Quốc. Ngài chỉ bước ra đảnh lễ rồi đứng sang một bên, không nói một lời, nhưng chỉ có Ngài được quả vị, được đẳng cấp thừa kế. Còn bốn vị đệ tử kia khi được hỏi liền đáp, ý kiến của con là đương nhiên Bồ Đề Đạt Ma cũng thọ ký những người này. Ngài nói, Con được da của ta, Con được xương của ta, Con được thịt của ta, Con được máu của ta, Nhưng Huệ Khả được tụy của ta. Tại sao Huệ Khả khỏi cần tranh luận, Cũng không cần nói gì hết? Vì Ngài đã vượt qua sự giàn co của tâm trí, Vượt qua những tranh luận phán đoán, Phân chia tốt xấu, Ngài đã hoàn mỹ 100%. Nếu còn thắc mắc, còn nghi vấn đương nhiên cũng được đẳng cấp của chúng ta như thế nào là thế đó không thể giả bộ tự gạt mình mà nói hiện giờ tôi không có gì để hỏi tôi gặp thầy là ngậm miệng lại tôi đã đạt tới đẳng cấp không không vô phân biệt tất cả mọi ngôn từ đều không cần thiết với tôi nữa nghĩ như thế cũng không được không thể gạt tôi và cũng không thể gạt đồng tu người tu hành không thể khoác lác chưa đạt được đẳng cấp đó mà nói là mình đã đạt được như vậy là không đúng ý của tôi là muốn quý vị rõ nếu như còn nghi vấn hay còn thắc mắc là biểu thị rằng chúng ta còn ở giai đoạn tâm trí nhưng đừng vì đẳng cấp mình còn quá thấp không thể hiểu được tôi rồi rời bỏ tôi hay lìa xa pháp môn nên nhận biết mình người xưa có câu tri kỷ, tri bỉ, bách chiến, bách thắng. Không phải tôi yêu cầu quý vị nên lập tức đi đến đẳng cấp không không. Cũng không phải cho rằng quý vị có nghi vấn thì sư phụ sẽ giận hay không tôn kính quý vị. Tôi nói những lời này là để quý vị nhận biết đẳng cấp của mình, để quý vị đề cao cảnh giác, từ từ mà tu và tu cho cẩn thận. Đừng để cho đẳng cấp chúng ta gạt chúng ta càng không nên để cho ma lợi dụng sự yếu đuối của chúng ta mà kéo chúng ta đi. Như vậy, không những uổng phí thời giờ, mà chúng ta còn phải trở lại luân hồi sinh tử. Như vậy có phải uổng lắm không? Tu theo tôi quá dễ, muốn giải thoát cũng rất dễ. Chỉ cần mỗi ngày tu pháp môn quán âm, ít nhất là hai tiếng rưỡi đồng hồ. Tin rằng sư phụ có công đức, bất khả tư nghị. Tin rằng sư phụ là đẳng cấp cao nhất, chỉ vậy thôi. Còn những điều khác thì khỏi lo tới. Bất luận quý vị đã từng làm gì, đều có thể siêu vượt. Bất kể trong quá khứ, nghiệp chướng của quý vị nặng bao nhiêu, đều có thể rửa sạch. Dù quý vị ở thế giới ta bà này, chỉ tu đến thế giới thứ hai, tôi cũng kéo quý vị đến cõi thứ năm. Khi quý vị lề đời, tôi sẽ đến rước quý vị đi. Tôi đi đâu thì quý vị cũng đến đó. Rủi như quý vị còn ở thế giới thứ nhất thì không thể lên cao được bởi vì ở thế giới này vẫn còn nhiều tham sân si nên quý vị phải ở lại học thêm một thời gian rồi mới có thể đi lên được nhưng nếu lên được cõi thứ hai thì tôi có thể kéo quý vị lên cõi thứ năm mà không gặp trở ngại gì lực lượng của tôi không thể đo lường không thể nghĩ bàn được năm đời đều có thể kéo lên thì tại sao lại không thể kéo được một người nếu như không thể dẫn quý vị lên thì không xứng đáng làm sư phụ quý vị tin tôi như thế mỗi ngày ráng ngồi thiền tu hành nỗ lực như vậy tại sao tôi không thể kéo quý vị lên được toàn cõi thế giới này còn có thể kéo lên một chút thì đâu có thể nào một đứa học trò lại không thể kéo lên được cho nên phải biết rằng người nào tin tôi sẽ vĩnh viễn không bị luân hồi sanh tử phải rất tin tưởng là tôi có lực lượng bất khả tư nghị Đối với người mới tu, bên ngoài có rất nhiều sự mê hoặc, cám dỗ, kéo tâm chúng ta đi. Cũng như trẻ nhỏ vậy, mẹ em ở trong bếp nấu cơm, nhưng bên ngoài có người rau bán cà rem, kẹo, vân vân Thì tâm của em nhỏ đương nhiên sẽ theo tiếng rau ấy. Nó thấy ăn vặt ngon hơn ăn cơm, nhưng không biết rằng ăn kẹo có hại, làm cho đau răng, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe. Con nít thích kẹo, vì ngoài bao kẹo rất đẹp, ăn vào thấy ngọt. Thực tế, ăn kẹo có hại rất nhiều. Ăn kẹo nhiều quá sẽ phá hoại các sinh tố trong cơ thể. Nhưng trẻ con lại thích kẹo, bởi vì chúng không hiểu thế nào là tốt, thế nào là xấu, thế ngọt ngọt là được. Dù bên trong có bỏ thuốc độc, chúng cũng không biết. Vì vậy, đôi khi thuốc của trẻ em nếu đắng thì sẽ được bọc đường bên ngoài, màu sắc xanh đỏ, lại ngọt, mới dẫn dụ các em nhỏ uống những loại thuốc đắng bọc bên trong được. Người mới tu hành, đừng như trẻ nhỏ vậy, mới nghe rau, cà rem, kẹo, bánh vân vân, tâm liền chạy theo. Tuy rằng thân theo sư phụ tu hành, nhưng tâm còn chưa trọn vẹn giao cho sư phụ một trăm phần trăm, mà còn để lại một chút ở bên ngoài, đi xem những đại sư khác, đến các chùa lễ lại, hoặc nghe nói nơi đâu có thần nào rất linh, liền đến đó xem thử tưởng rằng được gia trì càng nhiều càng tốt mà không biết rằng tham như vậy là không tốt sẽ tạo nghiệp chướng cho mình làm cho đẳng cấp mình ngừng tại đó hay là phải tu lâu lắm mới có thể lên trở lại chạy tùm lum như vậy là thu thập rác rưới muốn biến rác thành châu báu châu báu thực sự của mình chưa lau chùi mà mỗi ngày còn đi coi rác đem thêm rác về phủ lên trên châu báu của mình cũng như mỗi ngày ra ngoài thu lượm thêm nghiệp chướng thì việc tu hành đương nhiên sẽ tiến rất chậm quý vị muốn đi xem người nào cũng được tôi không can thiệp nhưng phải biết đó là lực lượng của ma không có gì là tốt tôi đã thấy rất nhiều nên tôi biết thật ra tôi không cần nhìn cũng biết không có chuyện gì tôi không biết đừng cho rằng quý vị ở nhà làm gì tôi không biết sai rồi tôi chỉ không muốn nói mà thôi nói ra làm gì, có ích gì? Đã không tin sư phụ thì để quý vị tự lo liệu nghiệp chướng của mình. Bất kể quý vị làm việc gì cũng nên nghĩ rằng sư phụ nhất định biết, cho nên trước khi làm phải suy nghĩ thật kỹ, làm vậy có tốt không, sư phụ có đồng ý không, có giúp ích cho việc tu hành không. Hôm nay tôi nói thẳng rằng không có chuyện gì tôi không biết cả. Nếu như tôi không biết, tôi đã là phàm phu rồi và quý vị cũng khỏi cần chủ nhật nào cũng đến đây ngồi thiền đi xa như vậy có phải quá uổng phí thời giờ không thà quý vị đi lại núi lại nước lạy xương tức là lại xá lợi vận động một chút còn tốt hơn hay tham gia vào một đoàn thể làm quen với nhau lại có bầu không khí xã hội cần chi phải từ xa đến đây nếu như quý vị không biết rằng tôi chuyện gì cũng biết không tin rằng ở đâu tôi cũng có Tôi nghĩ rằng quý vị không cần đến đây, đến vô ích. Nên biết rõ, mỗi ngày tôi cùng sống chung với quý vị, ở đâu cũng có tôi và bất cứ việc gì tôi cũng đều biết, không một chút việc gì mà tôi không biết. Đôi khi tôi la rầy quý vị mà quý vị không hiểu vì sao. Tuy tôi không nói rõ, nhưng vì tôi thấy nghiệp chướng của quý vị quá nhiều, nên rửa sạch một chút. Vì tôi tội nghiệp quý vị sợ quý vị đeo nhiều rác quá, sau này rửa không sạch. Nên mới nhân lúc này, rửa từ từ đi một phần. Tôi khỏi cần nói vì sao la trách, khỏi cần giải thích và cũng không nên giải thích. Quý vị chỉ cần biết rằng, không có một việc gì tôi không biết là đủ rồi. Đôi lúc, quý vị bị tôi la nên tự hỏi rằng, Gần đây, mình đã làm điều gì không đúng, có gì bí mật không dám cho người khác biết. Đừng có mới bị la liền nghĩ rằng Chắc có đồng tu nào báo cáo với sư phụ Nếu không tại sao sư phụ biết Tao không biết Không có ai dám mất với tôi cả Cho nên đừng trách người khác Cách suy nghĩ đó là sai lầm Chỉ là tìm cớ chạy tội cho mình mà thôi Kỳ thật Chỉ cần tự hỏi lòng mình sẽ biết ngay Bởi vì tôi và quý vị đồng một thể Bất cứ quý vị làm việc gì Tôi đều biết, đều hiểu không cần người khác báo cáo đẳng cấp của tôi không phải ở trong thân xác này cũng không phải ở đây tôi không phải là thể xác này truyền tâm ấn rồi sư phụ sẽ ở cùng với quý vị một ngày nào đó quý vị sẽ phát hiện được điều này ngài đi với mình ăn cơm với mình làm việc với mình bố thí chung với mình nhẫn nhục và tinh tấn chung với mình ngồi thiền với mình lúc có nạn ngài cứu mình ra trước khi tai nạn xảy đến ngài sẽ cảnh cáo mình trước an bài lo liệu trước để cho tai nạn hay nguy hiểm không đến nỗi lớn lắm có một ngày quý vị nhất định sẽ biết lúc đó mới hoàn toàn tin tưởng tôi một trăm phần trăm còn bây giờ chỉ tin chừng 80% phần trăm hay chỉ một phần trăm mà thôi dù lòng tin chỉ có một phần trăm cũng có thể tu hành tối thiểu cũng có một phần trăm những đại sư khác đã không làm cho quý vị tin tưởng một chút nào. Quý vị không tin họ có thể gia trị quý vị, mà chỉ có thể tin rằng họ biết thuyết pháp, tu hành tốt, nhưng không thể cùng đi chung với quý vị để dẫn quý vị giải thoát sinh tử luân hồi. Chỉ theo tôi mới có lòng tin đó. Nếu không có lòng tin đó thì thôi, phải cần theo học với tôi làm gì. quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Trung tâm Tịnh Tọa Vô Lượng Quang Formosa vào ngày 9 tháng 8 năm 1987 với chủ đề Nhận rõ công việc của ma. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyền 4.